Thưa quý vị, thời điểm này, đi dọc đường gian biển Vũng Tàu - Bình Châu qua địa phận xã Phước Thuận, chúng ta sẽ bắt gặp không gian xanh bạt ngàn của các ruộng dưa. Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên các loại dưa lưới, dưa lê nơi đây mang hương vị rất đặc trưng, tạo nên dấu ấn đặc sản cho vùng đất xuyên mộc. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán từ giữa tháng 10 âm lịch, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ở ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đã xuống giống vụ dưa Tết. Năm nay gia đình ông Vinh xuống giống khoảng 1 hecta dưa lưới loại tròn và dài. Theo kinh nghiệm trồng dưa lưới 20 năm của ông Vinh thì loại dưa này thích hợp với nhiệt độ nóng. Nhưng thời tiết năm nay lạnh hơn so với mọi năm nên vụ dưa lưới Tân Sửu khá khó khăn. Nếu như vụ Tết năm ngoái gia đình ông Vinh thu từ 25 đến 30 tấn thì năm nay sản lượng ước chỉ khoảng 20 tấn. Trọng lượng trái cũng chỉ đạt từ 1,4 đến 1,8 kg, thay vì 1,5 đến 2 kg như mọi năm. Năng suất chất lượng trái giảm cũng đồng nghĩa thu nhập của ông Trinh cũng giảm theo từ 20 đến 30%, ước chỉ khoảng 150 triệu đồng. Cái dưa lưới thì mỗi năm nó một khác, không năm nào giống năm nào. Mà như năm nay em thấy là khó khăn hơn những năm trước. Vì cái thời tiết năm nay không biết sao nó vẫn lạnh hơn mấy năm trước. Mà làm ra thì chi phí một ngày nó càng đội lên chứ không có thể là xuống thấp được. Khác với dưa lưới, thời tiết mát lạnh lại phù hợp cho sự phát triển của dưa giống Kim Thúy Mật, loại dưa lê có vỏ vàng, trái mỏng và ngọt. Bà Phạm Thị Bội ở ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đang canh tác 3.000 mét vuông đất trồng loại dưa này. So với năm trước, năm nay bà Bội giảm 50% diện tích trồng. Nguyên nhân là vì bà lo lắng thị trường năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 sẽ khó tiêu thụ. Ước vụ Tết này bà Bội thu được hơn 2 tấn trái. Nếu giá bán từ 20.000 đến 23.000 đồng một ký, sau khi trừ các chi phí, bà Bội có thể lãi trên 40 triệu đồng một vụ. Năm nay thời tiết thì cũng thuận tiện hơn mọi năm. Chăm thì đỡ cực hơn là cái ra năm. Vì ra năm nó vừa sâu, nó vừa rất là rầy. Tết thì tiêu thụ vẫn nhiều hơn khi nghe dưa chú phấn, dưa lưới là người ta làm bánh kẹo nhiều. Và cái dưa vàng người ta trưng Tết là điểm chính, là nó màu mè, nó đẹp. Vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nông dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc trồng khoảng 20 hectare dưa, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 500 tấn trái. Đối với dưa hấu, dưa vàng, bình quân 1 hectare cho sản lượng khoảng 10-15 tấn. Với dưa lưới, năng suất khoảng 25-30 tấn 1 hectare. Dưa giá mùa Tết dao động từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký dưa hấu, 20.000 đến 25.000 đồng một ký dưa vàng và dưa lưới. Mỗi hectare, nông dân có lãi từ 70-200 triệu đồng. Nhờ chất lượng dưa ngon, mùi vị đặc trưng mà dưa của xã Phước Thuận được các thương lái tại thành phố Hồ Chí Minh thu mua và tiêu thụ khắp cả nước.